Rồi, chúng ta sẽ sửa bài của bạn Linh. Ở đây người ta gọi chúng ta lập công thức khoa học của x và y. Như vậy để lập được công thức khoa học của x và y, chúng ta phải biết hóa trị của nó. X của chúng ta thì nằm trong oxy, còn y thì nằm trong hydro. Như vậy đây em sẽ xét hợp chất đầu tiên là X2O3. Lưu ý trong này oxy hóa trị 2. Như vậy 2 x 3 là 6, 6 chia 2. Bây giờ chúng ta có 2 nhân A này bằng 3 nhân 2. Từ đây suy ra A bằng 3. Ở đây em thiếu cái này là không đúng nha. Tiếp Y H3 H3Y Hydro hóa trị 1 thành y là B. Mình có chỉ số là 3 nhân 1 bằng 1 nhân B. Từ đây suy ra B bằng 3. Rồi ok. Khi đó chúng ta sẽ tiến hành khi có hóa trị của X và Y rồi. Đúng không? X và Y rồi. Thì cái đó chúng ta sẽ tiến hành lập công thức học giữa x và y. Để lập công thức học giữa x và y thì em trải qua 4 bước. Bước 1 ở đây là chúng ta lập công thức dạng chung x, y, y. Rồi ok. Chúng ta có quy tắc hóa trị x nhân 3 bằng y nhân 3. Từ đây sẽ ra x trên y bằng 3 trên 3. 3 trên 3 thì chúng ta rút gọn là 1 trên 1. Dạ. Khi đó x bằng 1 và y bằng 1. Như vậy công thức học bây giờ là x H3. X3Y3 là sai, chúng ta phải là Y. Công thức này sai vì chưa đúng gọn, sai bước này này. Đó.